đường sát Nguyễn Văn Bình, tọa lạc tại phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây, chúng ta có thể thấy những cái tên rất quen thuộc như nhà sách Nhã Nam, Phương Nam, nhà xuất bản Trẻ. Hơn nữa, đường sách còn thu hút rất nhiều khách nước ngoài đến tham quan. Đến đường sách, các bạn có thể tự lựa cho mình những cuốn sách ưng ý mà không cần phải tới các nhà sách để mua. Bên cạnh sách, đường sách còn có bán rất nhiều sổ, túi, đồ lưu niệm để các bạn có thể mua về tặng người thân, bạn bè. Đây không chỉ là nơi thu hút các bạn trẻ đến mua và đọc sách, mà nơi đây giống như một địa chỉ để gặp gỡ bạn bè, chụp hình sống ảo, là không gian lý tưởng để các bạn có thể học tập và làm việc.